Sophia Kenin nữ hoàng mới của Australia Open, tay vợt người Mỹ Sophia Kenin, đã đánh bại Gabay Muguruza Tây Ban Nha 2, 1, 4, 6, 6, 2, 6, 2 trong trận chung kết Australia Open 2020 diễn ra. Tại Melbourne Park chiều 1 tháng 2, để qua đó lần đầu tiên đăng quang vô địch ở một giải Grand Slam. Tay vợt Mỹ gốc Nga Sophia Kenin là cái tên vẫn còn rất xa lạ với những người hâm mộ quần vợt nữ tiếp tục khẳng định tài năng của mình sau khi đánh bại tay vợt số một thế giới Ashley Barty ở bán kết. Bước vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên của mình trong sự nghiệp. Tay vợt 21 tuổi người Mỹ đã nhập cuộc khá ấn tượng nhưng với kinh nghiệm của mình Muguruza đã không để đối thủ tạo bất ngờ. Tay vợt người Tây Ban Nha sớm giành break và dẫn trước ở sách 1. Trong sách 2, Sofia Kenin đã nỗ lực tuyệt vời và tận dụng tốt những cơ hội có được đặc biệt là tay vợt trẻ này đã phát huy điểm mạnh từ các cú trái dọc dây để nhanh chóng giành chiến thắng dễ dàng 6-2 qua đó đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha 2-1 sau 123 phút thi đấu ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng. Sofia Kenin đã lần đầu tiên đăng quang trước vô địch Australia mở rộng 2020 và đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp tay vợt người Mỹ này đoạt danh hiệu Grand Slam. Kenin đã trở thành tay vợt trẻ nhất lên ngôi tại Australia mở rộng trong 12 năm qua khi mới 21 tuổi 80 ngày. Chức vô địch này giúp Kenin có được 2,86 triệu đô la và 2.000 điểm thưởng, tay vợt người Mỹ, sẽ vươn lên vị trí thứ bảy thế giới, trở thành tay vợt trẻ nhất của Mỹ, vào top 10 kể từ tháng 4 năm 1999. Đây là lần thứ ba Kenin giành chiến thắng trước Muguruza, lần đầu là tại China Open 2019. Trong khi đó, thất bại này khiến nhà vô địch hai danh hiệu Roland Garros 2016, Wimbledon 2017 Gabay Muguruza, đã không thể trở thành tay vật không xếp hạng hạt giống đầu tiên lên ngôi vô địch Australian Open kể từ sau Serena Williams năm 2007. Chức vô địch của Kenin thực sự là hiện tượng thú vị nhất giải năm nay, nó giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Nhưng nó, đã, được một người dự báo từ lâu đó là huấn luyện NV Rick Machi. Huấn luyện NV nổi tiếng này là người, đã, từng đào tạo, nên vô số tay vật lừng danh như Andy Roddick Nam, Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams, và Maria Sarapova nữ. Ông Machi chính là huấn luyện NV chuyên nghiệp đầu tiên của Kenin. Huấn luyện NV này huấn luyện Kenin cho đến lúc cô 12 tuổi. Và tay vật được ví là thần đồng này bước vào hệ thống các giải trẻ thế giới, rất nhanh chóng, tay vật sinh năm 1998 gặt hái hàng loạt danh hiệu trẻ. Ấn tượng nhất là khi cô lọt vào chung kết giải trẻ ở Mỹ mở rộng 2015 thua Đan Ma Gao Phi. Và có thời điểm Kenin leo lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng trẻ của ITF. Nhưng cũng phải đến năm 19 tuổi, tay vợt người Mỹ gốc Nga này mới lần đầu tiên vượt qua vòng một của một giải Grand Slam. Vào đến vòng 3 giải Mỹ mở rộng 2017. Chưa gây, được ấn tượng ở các giải lớn. Kenin làm mưa làm gió ở các danh hiệu nhỏ với 3 danh hiệu WTA trong năm 2019, và đến Australia mở rộng 2020, thần đồng này cuối cùng cũng tỏa sáng. Cho tới hết năm 2019, Kenin, vẫn chưa, để lại dấu ấn nào thực sự nổi bật ở các giải Grand Slam. Dù, được bầu là tay vật nữ tiến bộ nhất năm của WTA. Kenin mới giành được 3 danh hiệu đánh đơn trong sự nghiệp tới trước Australia Open năm nay, thành tích tốt nhất của tay vợt người Mỹ này ở một giải Grand Slam là vào tới vòng 4 Roland Garros 2019. Cô cũng chưa từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng của WTA. Thành tích tốt nhất cho tới nay của Sofia Kenin là xếp hạng 12 thế giới. Mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào. Hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại